sẽ hướng dẫn anh em cheat game này nhé, cheat tiền nhé. Chúng ta sẽ làm cho nhiều tiền hơn và không cần suy nghĩ về tiền nữa. Đầu tiên thì anh em cần truy cập cheatday.org và tải phần mềm này về cho mình. Sau khi tải xong thì anh em hãy cài đặt nhé. Nhớ cài đặt, đừng cài đặt quảng cáo. Ok, sau khi tải về thì anh em sẽ có một cái giao diện như thế này nhé. Rồi chúng ta sẽ chơi game. Game này kể cả stream hay là bán thuốc thì đều như nhau. Bán thuốc thì thậm chí nó còn chả có cần phải cài đặt cơ, bật phát chơi luôn. Ok, mình sẽ tải một bản lưu nào đấy để mình cheat nhé. Bản 3 tiếng đi ha. Em nên đưa cho game này chạy trên SSD nha, nó load hơi lâu. Chứ cho chạy trên HDD là nó ổ cứng thường nó lâu. Wow, tiền nhiều thế. Thôi mình cứ tìm cho game này nó có phần đuôi là .00 thì nó tính là gọi là nó là sen nhé. Sen thì cứ 100 sen là $1. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở internet tab để chuyển qua cheat engine. Sau đó anh em chọn cho mình gas station này. Nhấn vào máy tính nhé, chọn phần mềm này xong. Sau đó anh em scan cho mình cái số trên này. Thì muốn scan chuẩn thì anh em phải chọn vào đây. Trước tiên anh em chọn vào giá trị, loại giá trị này. Thì đó là float. Và đây là extreme nhé. Nhé, chứ không phải là mặc định nhé. Chọn extreme cho mình. Xong đánh giá trị vào. Đây là 9.560.555. Bỏ hai số 0 đi, hai số 0 này anh em không cần ghi vào đâu. Rồi scan tìm đây, nó có khá nhiều gì đấy chị. Giờ mình sẽ đi mua cái gì đấy, mua xăng đi. Đây, mình sẽ thử mua xăng. Rồi, giá trị tiếp theo của chúng ta nhận được đó là 560 519 519. Next scan. Rồi, em sẽ tìm ra được hai giá trị này. Đây, hai giá trị. Sau khi tìm ra hai giá trị này, anh em cầm chuột bôi đen nó, nhấp chuột phải change value, tức là để thay đổi giá trị. Rồi bây giờ mình sẽ đổi giá trị lại thành 500.000 thôi ha. Đổi giá trị 600.000. rồi 600.000, ok chưa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ok này, giá trị chuyển về này. Bây giờ anh em sẽ nhìn thấy tiền của tôi tụt xuống này. Sản phẩm này. Đặt mua. Rồi đặt hàng. Đấy, anh em thấy
giá trị tiền của tôi đã tụt xuống còn 500 nghìn đâu. Rồi, cheat rất là đơn giản, chỉ có thế thôi. Nếu như mà anh em để mặc định thì sẽ không cheat được đâu nhá. Vậy là anh em có thể cheat được tiền rồi. Và bây giờ vấn đề nó chỉ là chơi thôi. Đúng như yêu cầu mà anh em yêu cầu mình ở trên kênh YouTube thì mình hướng dẫn anh em thôi, nó cũng đơn giản không khó cả. Đấy, bây giờ tiền tôi giờ là 600 nghìn, có lẻ 38 cent kìa, em thấy không ạ? Fit all in one, chuyên dịch game. Hoặc clip cho hướng dẫn ở đây là hết rồi. Chúc anh em chơi game vui vẻ nhé. Bạn game kia mình có để trên clip mình mới post tối qua rồi, anh em xem mà lấy game về chơi thử trải nghiệm. Nếu như mà anh em thấy thích thì hãy nhớ mua game này trên Steam. Tương lai game này sau khi mình gửi file cho nhà xuất bản file Việt hóa thì họ sẽ gửi file PO, file để mình dịch ấy, thì mình sẽ add xong hết, add chuyển thẳng vào trong file PO cho họ rồi, rồi họ sẽ cho thẳng vào game luôn. Chúc anh em chơi game vẻ nhá, bye bye. Tell me that you love me.